Trên tay em đang cầm đây là hai sản phẩm hot nhất của Blackmore và được rất nhiều chị em đang tìm kiếm sử dụng. Nó có những ưu điểm gì và uống chúng ra sao? Thì tất cả những chia sẻ đấy thì mọi người cùng theo dõi cái video dưới đây. Không tự nhiên mà em có làm cái video này chia sẻ với mọi người. Đây là một cái sản phẩm mà được chia sẻ là hồi xuân của các chị. Nó đem đến những cái giải pháp tuyệt vời nhất cho chị em đang gặp các vấn đề về rối loạn nội tiết hay là cần bổ sung vitamin E, tăng cường thêm cái nội tiết tố ở nữ giới. Thì đầu tiên em xin được giới thiệu với các chị, đấy là một cái dòng sản phẩm mà rất là đình đám của Blackmore. Mẫu này là mẫu mới, còn mẫu cũ của nó thì có màu xanh. Thì các chị cùng theo dõi trên màn hình. Thì đây là cái mẫu cũ của sản phẩm. Đây là mẫu mới nhất ở thời điểm hiện tại. Thương hiệu Blackmore thì các chị nhìn vào đây thấy cái chữ là 1932. Là cái thương hiệu này được ra đời năm 1932. Đến thời điểm nó quay video là 2020. Thì nó dao động khoảng độ 6-70 năm nay rồi. Về cái chất lượng của nó được toàn cầu người ta đánh giá, nên là mọi người yên tâm. Thì bây giờ em xin được chia sẻ về cái sản phẩm này nó có những cái đặc điểm gì, hàng thật của nó như thế nào. Thì một hộp này em đang cầm trên tay nó có trọng lượng là 190 viên. Ngoài ra thì nó có mã vạch của nó, mã vạch của sản phẩm là 930. Hàng này là hàng của Úc, mã vạch là 930. Và dòng sản phẩm này có hạn sử dụng là 28/1/2023. Đây là số lô của sản phẩm. Mọi thông tin ở trên sản phẩm này thì đều bằng tiếng Anh hết. Mọi người nhìn được. Đây là hàng nội địa của Úc, địa của Blackmore. Tại sao lại có hàng nội địa và hàng nhập khẩu? Thì hàng nội địa là hàng mà trực tiếp người Úc người ta sử dụng. Còn hàng nhập khẩu là những cái nước như Việt Nam, Thái Lan hay tất cả các nước muốn nhập về nước mình để bán. Vì vậy thì có thêm cái tem phụ ở trên này. Nếu nhiều nơi bảo nếu hàng nhập khẩu mà không có tem phụ ở đây thì không phải. Hàng nhập khẩu thì nó có những cái ưu điểm và cái nhược điểm như thế nào thì em đã chia sẻ ở những cái video trước. Thì các chị hiểu rằng là hàng nhập khẩu đôi khi không thể tốt bằng hàng nội địa được. Vì hàng nhập khẩu đôi khi là người ta đặt theo cái nhu cầu của từng quốc gia. Còn hàng nội địa là trực tiếp người Úc người ta sử dụng. Người Úc sử dụng thế nào thì chúng ta được sử dụng như vậy. Đấy là chúng ta sử dụng hàng nội địa. Nên tại sao có những người mà thích sử dụng cái hàng nội địa của Nhật, nó bền, made in Japan, chứ lại không thích hàng của Nhật nhưng lại made in China. Bởi vậy thì như bản thân em cũng thích sử dụng những cái hàng nội địa trực tiếp mà dân bản địa người ta sử dụng thế nào, mình được sử dụng như vậy. Đấy là chia sẻ với các chị là thông tin cơ bản là như vậy. Còn cái lọ này thì là nó 190 viên, còn một lọ nữa là 125 viên. Và hàm lượng của nó là được chiết xuất từ tinh chất dầu hoa anh thảo với hàm lượng lên đến 1000mg. Và đây là support hỗ trợ cho sức khỏe này. Đấy mọi người nhìn. Và giúp cân bằng nội tiết tố. Đây, mọi người cùng nhìn chi tiết có chữ của Blackmore. Sờ tay vào đây có độ gợn. Đấy là những thông tin của hàng thật. Hiện tại thì thị trường người ta bán rất là nhiều loại hàng Blackmore, rất giá rất rẻ, nhưng mà về chất lượng thì không ai kiểm chứng. Đôi khi là mọi người mua không cẩn thận thì sẽ mua phải hàng giả. Có những mẫu mã thì nó lại không giống như thế này, nhưng mà có những cái sản phẩm giả thì nó làm y hệt, nhưng chất lượng của nó lại kém, không được tốt như cái hàng này. Sản phẩm tinh chất dầu hoa anh thảo này thì nó phù hợp cho chị em là có gặp những cái hiện tượng như là rối loạn nội tiết tố, đau bụng kinh, hay là đi thoảng gặp cái trường hợp là bị nổi mụn. Vì vậy là chị em sử dụng cái này giúp điều hòa kinh nguyệt, giúp giảm đau bụng kinh, cân bằng cái nội tiết tố. Có những nơi thì chia sẻ là cái sản phẩm này có thể phù hợp cho trẻ em uống dưới 12 tuổi. Nhưng mà em khuyên các chị là sản phẩm này phù hợp với những người mà trên 14 tuổi. Lúc đấy thì đang ở tuổi dậy thì nó có những cái hormone tăng trưởng nó bị rối loạn, nên là sử dụng cái Blackmore này giúp cân bằng lại cái nội tiết tố của nam và nữ rất là tốt, nên là phù hợp với là những người mà trên 14 tuổi. Nên là các chị có thể tham khảo nếu mà sử dụng cho người thân, cho con cái hoặc là cho người thân trong gia đình để sử dụng thì nên cân nhắc phù hợp với độ tuổi thì mới sử dụng được. Tinh chất dầu hoa anh thảo này thì nên uống như thế nào để cho nó được cái hiệu quả nhất? Với những người mà dưới 18 tuổi, như em nói là 14 đến 18 tuổi ấy, thì uống một ngày một viên, uống sau khi ăn. Còn những chị nào trên 18 tuổi thì nên uống một ngày từ 1 cho đến 2 viên. Có thể là uống 2 viên thì một ngày uống 2 lần, mỗi lần uống một viên, uống sau khi ăn để cho cái tinh chất dầu hoa anh thảo này được hấp thu được tốt nhất. Và một cái sản phẩm nữa mà em chia sẻ đấy là vitamin E của Úc, nó cũng hãng của Blackmore. Tại sao lại lấy cái dòng vitamin E này chia sẻ mà không phải dòng khác? Thứ nhất là nó thuộc cái sản phẩm của hãng Blackmore. Bên em phân phối chính về cái dòng Blackmore này của Úc.
em cảm nhận được khách hàng cũng chia sẻ lại nó rất là tốt về cái chất lượng của nó. Thứ hai nữa là cái dòng vitamin E này, nó có hàm lượng của nó cao gấp 3 đến 4 lần so với là những cái dòng vitamin E ngoài thị trường. Vitamin E của Nga này, Bisola hay là Centiva, đây là cái dòng E ngoài thị trường đang bán, thì cái dòng này em cũng đánh giá không cao. Hàm lượng của nó tối đa là 400mg thôi. Còn cái hàm lượng của Blackmore này nó là 670mg. Các chị có thể theo dõi kỹ ở màn hình này, em zoom gần lại cho mọi người cùng nhìn. Hàm lượng 670mg mà được chiết xuất từ tinh chất dầu hoa anh thảo, chứ không phải là đậu nành như những cái dòng sản phẩm khác. Sản phẩm vitamin E này có thể dùng cho cả nam giới, không lo các trường hợp ví dụ như ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản hay sinh lý ở nam giới, vì nó được chiết xuất từ cái tinh chất dầu hoa anh thảo nên là rất là tốt. Một hộp vitamin E này thì nó có 30 viên, có loại là 100 viên nữa, nhưng mà thường mọi người hay sử dụng cái lọ này thì em làm review cho mọi người. Sờ tay vào đây thì có độ gợn đấy, trên nắp hộp này, dưới đáy hộp, mà lọ này là lọ thủy tinh ạ, sờ nó rất là nặng, cầm nó rất là nặng tay. Hàm lượng của nó là 1000 IU, sản phẩm của nó là 934, mã vạch của Úc, và cái hạn sử dụng của sản phẩm này là 16 tháng 7 năm 2023. Thì công dụng của cái sản phẩm này như thế nào, thì cái vitamin E của Blackmore này nó có cái công dụng là nó giúp cho chị em là bổ sung cái lượng vitamin E. Thứ nhất là giúp cho da được căng bóng, mịn màng. Thứ hai nữa là nó giúp cân bằng cái nội tiết tố ở nữ giới, và nó giúp giảm cái lượng cholesterol ở trong máu, hạn chế những cái tình trạng là máu nhiễm mỡ, thay đổi nội tiết tố, giảm ham muốn. Uống cái này vào nó giúp cân bằng. Nếu mà mọi người sử dụng cái vitamin E và cái tinh chất dầu hoa anh thảo này của Blackmore, sử dụng một bộ này thì rất là phù hợp cho vấn đề là tăng cường nội tiết tố ở nữ, giúp cân bằng cái nội tiết tố và giúp là bổ sung sức khỏe rất là tốt. Nên là mọi người có thể tham khảo hai cái dòng sản phẩm này để bổ sung, đều là hàng chất lượng và cái giá thành của nó rất là hợp lý. Như một cái lọ Blackmore này em đang giới thiệu cho mọi người, vitamin E này giá dao động của nó khoảng 300 cho đến 400 nghìn một hộp. Còn cái tinh chất dầu hoa anh thảo này thì nó dao động khoảng độ 500 cho đến 600 nghìn tùy từng thời điểm. Nên để cập nhật được cái giá chi tiết nhất thì mọi người cứ liên hệ thì bên em theo cái số điện thoại là 0985 229900 để được cập nhật cái giá ở cái thời điểm mà các chị mua. Đôi khi có những chương trình khuyến mại hoặc là giá có thể cao hơn so với là em làm review một chút, vì là cái này phụ thuộc vào tỷ giá và phụ thuộc vào cái giá mà hãng đưa ra. Ngoài thị trường thì giá những sản phẩm này thì rất là rẻ, họ bán chỉ có 100-200 nghìn hoặc là 300-400 nghìn một cái lọ tinh chất dầu hoa anh thảo này hay là một lọ vitamin E, nhưng mà chất lượng thì không được kiểm chứng, mà hàng nữa là có thể là hàng giả, hàng nhái. Nên là mọi người nếu muốn sử dụng cái sản phẩm chất lượng thì hãy mua ở những nơi uy tín và chọn những sản phẩm hàng nội địa để sử dụng. Ngoài những dòng sản phẩm này ra thì một số chị băn khoăn là bên em còn những sản phẩm nào khác để sử dụng hay không, để các chị tham khảo luôn. Thì tiện đây thì em cũng xin được chia sẻ với các chị về những một số những cái dòng sản phẩm mà rất là tốt mà bên em đang phân phối. Có thể các chị tham khảo đến cái dòng sản phẩm E của Natumed 180mg, được chiết xuất từ E tự nhiên và thuộc cái hãng Natumed, là hãng của Mỹ, rất là cao cấp. Sản phẩm Omega 3 Fish Oil 1200mg và trong đấy có 360mg Omega 3. Thì những dòng sản phẩm này rất là tốt cho cơ thể và được rất là nhiều chị em sử dụng. Ngoài ra ấy thì nhiều người đang băn khoăn về dòng sản phẩm collagen, nghe nó rất là cao cấp đúng không ạ? Thì em giới thiệu với hai cái dòng sản phẩm này phổ biến và được rất là nhiều chị em tin tưởng sử dụng và đánh giá rất là tốt. Đầu tiên là cái dòng sản phẩm collagen Zutari 290 viên, 6000mg. Dòng sản phẩm này thì nó tốt cho xương khớp, phù hợp cho những chị em từ 20 tuổi trở lên, 30 tuổi trở lên thì nên uống cái dòng này, giúp cho tim mạch xương khớp rất là tốt. Ngoài ra này giúp cho móng và tóc được cải thiện. Cái thứ hai nữa là cái dòng sản phẩm của NeoCell, nếu cái hộp này em đang cầm là 120 viên, nhưng mà cái dòng sản phẩm này đa phần là mọi người gọi là sản phẩm dùng thử thôi, mọi người hay dùng cái sản phẩm là 250 viên. Sản phẩm đấy thì được đánh giá là rất là tốt, nó cũng giống hệt trên sản phẩm này, cái số lượng viên nó nhiều hơn, và hãng NeoCell là một trong những cái hãng mà cao cấp của Mỹ chuyên về collagen. Sản phẩm này có type 1 và type 3, nó giúp cho bổ sung cho tóc, móng và da rất là tốt, mà uống cái collagen này không lo bị béo nên là các chị yên tâm khi sử dụng. Còn một cái dòng sản phẩm của Blackmore, đây là chỉ dành cho nam giới nên là các chị có thể tham khảo mua cho người thân, multivitamin dành cho nam giới rất là tốt, tổng hợp các loại vitamin. Ở nữ thì sẽ có một cái video khác em làm về cái dòng tổng hợp vitamin dành cho nữ giới của Blackmore,
thì các chị hãy ấn đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất mà em chia sẻ. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cho các chị về cái bộ đôi dòng sản phẩm được chị em sử dụng rất là nhiều và đánh giá rất là tốt là vitamin E của Lakmore và tinh chất dầu hoa anh thảo của Lakmore. Nếu mọi người cần tư vấn về hai cái dòng sản phẩm này thì có thể để lại comment hoặc liên hệ trực tiếp theo số hotline 0985229900 hoặc truy cập vào website là hoabeauty.vn. Hiện nay thì cũng có một số đơn vị là họ giả mạo lấy những hình ảnh video của bên em để quảng cáo nên mọi người cẩn thận. Video bên em làm đều là những sản phẩm chất lượng, người thật việc thật nên mọi người yên tâm. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe video. Hãy ấn like và ấn chia sẻ. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo.